không được Trường khấu hợp trừ. nào không được khấu trừ được? Dạ, trường hợp mà đối với đối tượng không chịu thuế là không nộp thuế giá trị đầu ra nhưng mà không được khấu trừ thuế đầu vào. Ừ. Hay. Rồi, ví dụ như với 5% sao? Dạ, 5% là nộp giá trị gia tăng đầu ra 5% mà được tính khấu trừ đầu vào. 10%. Dạ, 10% thì phải nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra 10 và được và được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Rồi, ok. Em Dạ. chưa cài laptop Dạ. Thầy mà nói em lớn hơn được không thầy, cho rằng nhà em có tiếng nhạc to quá. dạ Đóng chút hết cửa to. nghe rõ. Dễ đã thầy. Ok, tức là nguyên tắc á, nó có những khấu trừ thuế này, có cái nguyên tắc khấu trừ thuế, thì cái nguyên tắc của nó thì cái gì mà nộp thuế đầu ra cơ cơ bản giống như cái nào chịu thuế, đối tượng chịu thuế thì được khấu trừ mà đối tượng không chịu thuế thì không được khấu trừ. À, nắm được ý này rồi đúng không? Rồi, cái trường hợp này là đọc đọc nha. Thuế giá trị tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị tăng được khấu trừ toàn bộ. Được khấu trừ toàn bộ nha. Kể cả thuế giá trị tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị tăng bị tổn thất. Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế giá trị tăng đầu vào gồm thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy, cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế. Trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên có tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển, bơm, rót như xăng dầu thì được kê khai khấu trừ số thuế giá trị tăng đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Số thuế giá trị tăng đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ hoàn thuế. Hiểu không? Thì hiểu gì nói nghe thử. Em chưa hiểu thôi. Chưa hiểu hơn đây rồi. Ý đầu tiên ha, trường hợp tổn thất không được bồi được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào gồm thiên tai, hỏa hoạn. Bây giờ cơ bản như thế này nha, cái thuế đầu vào cái này là món đầu ra này,
đây là tivi này nha, tivi bán này. Đây, tivi mua này, đây là mua, mua vô bán ra nha. Cái tivi này là thuộc đối tượng gì em hay? Dạ. Cái tivi thuộc đối tượng gì? Là đối tượng chịu thuế hay không chịu thuế hả thầy? À đúng rồi. Dạ, là đối tượng chịu thuế. Mấy phần trăm? Dạ 10%. Rồi. Vì cái đầu vào nó phục vụ cho cái này nó được không đó rồi. Dạ có. Đầu vào cũng khoảng 6-10% mà. À, đầu vào nó vẫn được khấu trừ đúng không? Đầu vào là được khấu trừ này. Vậy cho hỏi là bây giờ là được khấu trừ không? Ấy là mình mua về rồi nó hư hả thầy? À. Dạ mua về rồi hư vậy thì mình đâu có nhập vô được đâu mà sao không trừ được. À đúng rồi. Bây giờ nha, nó hư nha. Ở đây này. Câu chuyện. Câu chuyện đó nè, hư nè. Hư. Rồi nó hư có hai cái trường hợp hư này. Hư đây là hư thiên tai dịch bệnh hỏa hoạn này. Đúng không hè, đây này, thiên tai hỏa hoạn này. Và nó không được bồi thường. Thì theo quan điểm cá nhân của em là hàng nó hư thì đâu được khấu trừ đúng không? Chứ có làm ăn gì được cái hàng hư đó đâu mà cho khấu trừ đúng không? Hàng hư đấy khả năng bán cũng được, mới gì cho khấu trừ đúng không em? Đó là lý luận của em, cơ bản là đó là lý luận của em. Nhưng mà theo quy định thì em nhìn thấy này, nó hư mà nó do nguyên nhân do thiên tai dịch bệnh hỏa hoạn này và nó không được cái nào bồi thường thì được khấu trừ, tức là vẫn sẽ có người có những quan điểm giống em ấy, em hình dung không? Cho nên nó hư cha nó rồi, ví dụ đây là tôi mới vẽ hư có khúc à, còn nữa lên nó hư hết luôn sao đúng không?
Dạ dạ nha. Em nhìn thấy này, thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ toàn bộ kể cả thuế giá trị tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị tăng bị tổn thất. Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế giá trị tăng đầu vào gồm thiên tai hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bồi thường mất phẩm chất quá hạn sử dụng phải tiêu hủy, cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh trường hợp tổn thất không được bồi thường để được khấu trừ thuế. Cái chỗ này hình dung này bỏ đây này, cái hư hỏng thiên tai hỏa hoạn này là ai xác minh? Ví dụ nha, tôi mua cái lô hàng này là 1 tỷ, tôi về tôi nói tôi hư không bán gì hết, về tôi tự khai tôi mua 1 tỷ dịch là thuế 100 triệu nha, đúng không he? Bây giờ về tôi nói hư xong cái tôi được khấu trừ 100 triệu, hiểu không? Rồi ai làm chứng như vụ này? Không lẽ nhà nước cứ vậy à, nghe lời mình nè, ông nào cũng cứ làm láo làm dối làm gian vậy được nè. Cho nên toàn bộ tất cả đều phải có hồ sơ chứng minh. Một hồ sơ nó là hồ sơ gì thì dùng từ là gọi là hồ sơ chứng minh, được không? Nhớ cái từ khóa là như vậy. Có nghĩa câu chuyện là gì? Nguyên tắc á, nó là sẽ được khấu trừ với cái điều kiện là hư do thiên tai hỏa hoạn và trường hợp hư này không được bồi thường. Vậy câu hỏi lỡ được bồi thường sao? Em hiểu không? Dạ. Câu hỏi lỡ lỡ mà ví dụ nghe, nó không phải là thiên tai hỏa hoạn, chỗ này là nó sẽ là không được khấu trừ. Nếu không có hồ sơ thì sẽ không được khấu trừ. Nếu mà được bồi thường, hình dung không? Nó được bồi thường thì nó cũng sẽ không được khấu trừ, được không em? Được bồi thường thì sẽ không được khấu trừ, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nguyên tắc của nó này, nhà nước sẽ hỗ trợ này, coi như là hỗ trợ này, có nghĩa là hàng hóa, cái đối tượng này, thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế giá trị gia tăng gồm thiên tai hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất quá hạn sử dụng và tiêu hủy, thì trường hợp này phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh đây này, và nó sẽ được bồi thường, nó sẽ được khấu trừ đó. Mơ hồ không? Em mơ hồ sao nói? Mày nói thì em chưa có rõ ra. Bây giờ nói thêm này. Hỏi em là ví dụ như hồi bữa mình tính mình tính cái thuế giá trị gia tăng phải nộp đấy thầy. Hồi bữa là mình tính cái thuế giá trị gia tăng phải nộp thì là ví dụ tháng 1 là mình nhập là 10 đơn hàng. Tháng 1 thì mình nhập 10 đơn. Rồi mình bán 10 đơn. Nhưng mà ví dụ mình bán là cái số lượng hàng, mình bán cái số lượng hàng là có một nửa của cái ống 10 đơn này à. Thì trong đấy mình cũng đã trừ, mình đã trừ ổng ra rồi mà thầy. Chị em chưa ví dụ cho hư. Tóm lại nãy giờ em nói bình thường, ok, đâu có gì sai. Giờ hư chưa? Ấy là ví dụ mình nhập giờ rồi là mình nhập giờ 3 tháng sau nó mới hư thầy. Rồi, cứ nói tiếp. Dạ, 3 tháng sau nó mới hư. Thì trong lúc mà mình nhập đấy, mình nhập giờ đấy là mình đã báo cáo rồi, mình đã trừ cái thuế đấy ra rồi thầy. Dạ. Rồi, ok. Như vậy thì ý em hỏi là cái trường hợp đấy mình sẽ áp dụng vào cái trường hợp nào thầy? Trong cái hoàn cảnh nào, ý là mình áp dụng vào trong cái hoàn cảnh nào ấy? Rồi. Dạ. Có phải em đang lăng tăng một việc là bây giờ là thầy cho em xin phép chút nha thầy. Thầy cho em xin phép chút ạ. Rồi cứ lau không biết.
Dạ rồi thầy. Dạ. Hello. Gà gáy, gà gáy. Vui á. Mà sao gà giờ mấy giờ tôi thấy tôi lúc nào nó không nghe gà nữa đó. Rồi. Ừ. Sao? Bây giờ nó nói lại nha, có nghĩa là như thế này. Từ từ tôi lấy ví dụ. Bây giờ ví dụ nha, cái lô hàng này này 737 triệu là thuế đầu vào là 67 triệu, đồng ý không em ha? Dạ. Rồi. Rồi em bán là 26 triệu đúng không? Để cho nó là sáu mươi bảy triệu cái trị ở đây là 26 triệu đúng không em, coi như tất cả những thứ khác không phát sinh mà không có luôn đúng không, ý của em là như thế này gì nữa đúng không, và em là thuế giá trị gia tăng phải nó bằng này là 67 này trừ đi 26 đúng không em? Dạ. Yeah. À, bằng nhiêu em hay à, 41 rồi. Em hỏi là sau này nó mới hư mà đúng không, sau đó 3 tháng cái lô hàng nó mới hư đúng không, cái gì nữa
thì thế nào đúng không? Ba tháng nữa hư thì 3 tháng nữa thì câu chuyện là nó vẫn được khóc chứ mà. Đúng không? Thì cái bài trên nó đâu có gì thay đổi. Cái này đâu có gì thay đổi. Khi mà nó hư ấy. Chỗ này nghe, vẫn được khấu trừ với điều kiện này. Là nguyên nhân hư này. Là do nguyên nhân gì? Thiên tai. Với điều kiện gì? Điều kiện gì nữa? Không được bồi thường. Là phải có hồ sơ chứng minh, được không? Hiểu hình dung không? Nếu mà như vậy thì nó vẫn được khấu trừ. Còn lỡ ngược lại thì sao? Không đủ điều kiện thì sao? Thì loại, giả sử là loại hết cái 26 triệu luôn. Được không? Bây giờ mới bắt đầu loại mà, bây giờ mới hư mà, bây giờ mới phát hiện ra thì bây giờ không không cho khấu trừ. Hoặc là nó có thể là không cho khấu trừ 10 triệu. Bởi vì nó hư 101 triệu. Dạ, ý là em muốn nói là ví dụ như cái hàng này, dù cái hàng đây là nem mà trong kho của mình rồi. mà mình tính là mình tính trên hóa đơn thì làm sao mà khó hợp biết là cái đấy nó hư hỏng mình không khấu trừ hay là khấu trừ gì đấy, hay ví dụ giờ nó nằm trong kho của mình thì mình tính trên hóa đơn thì số nó nằm hóa đơn thì mình vẫn trừ được cho cái ảnh hưởng như vậy. Thì em muốn nói là cái chỗ đây nè nó sẽ áp dụng vô cái chỗ nào rồi thầy, cho còn nếu mà cái Không, con không không số nó không hiện cái câu hỏi này nó dễ dễ hình dung hơn nè. Ý em đang hỏi là bây giờ làm sao ông Thới biết hả? Làm sao ông Thới biết là cái trong kho nó đang như thế nào đúng không? dạ Thì còn ổng này làm việc trên hóa đơn mà đúng không? dạ Cái vấn đề là làm việc trên hóa đơn nhưng nó còn phải trên thực tế nữa mà, và cán bộ người ta được quyền, có quyền kiểm kho mà, và mình làm ấy là nó phải khớp sổ với lại thực tế mà. Chứ đâu phải là mình sổ mình muốn làm gì làm. Còn thực tế nó đâu có, đâu đúng. Đồng ý không? Rồi cái vấn đề mà đây. Một. Năm. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Ví dụ như thế này. Bây giờ là em nhập về 6 lô hàng. Tương đương là 6 tỷ.
thuế 600 triệu. Đúng không? Em bán là một cái lô này. Bán bớt một lô đây. Là một lô đây là cứ cứ 6 lô là mỗi lô 100 triệu, 1 tỷ, 1 tỷ mốt đúng không em? Rồi, bây giờ bán một này, bán cái lô này 1 tỷ này, 1,2 tỷ và thuế 120 triệu. Rồi, đây là về số liệu trên sổ của em này. Thì trên sổ sao thì thực tế nó giống như vậy, nó vẫn còn 5 lô. Bây giờ khi mà em bán hết lô là còn 5 lô thì sổ sao thì thực tế là vậy. Khi người ta đến kiểm tra, người ta muốn biết cái phần này đúng hay không ấy, đúng không? Thì coi sổ là một việc nhưng người ta vẫn sẽ coi thực tế mà. Còn bây giờ là đùng phát tự nhiên em báo là hư một lô. Bây giờ em nói là hư lô. Thì hư lô đây á là nếu mà đủ điều kiện á thì cũng sẽ được, không chứ. Đấy. Thì vẫn vẫn bình thường, vẫn cứ coi như là nó vẫn còn là đang là 5 lô. Vẫn xem như vậy. Đúng không? Về mặt khấu trừ vẫn được khấu trừ mà. Bây giờ quay lại vấn đề đầu tiên này, câu hỏi này. Đấy, em nói này một cách rất đơn giản. Bữa này hư rồi đâu có làm gì ăn đâu gì được đâu mà khấu trừ. Bữa này lúc em nãy em nói vậy chứ. Đây. Đồ này nó hư. Hư đồ sao? Câu hỏi lô này hư thì 1 tỷ 100 triệu, 100 triệu này. 100 triệu đã có được, không được không? Đấy. Đầu tiên là như vậy. Trăm điều này có được không? Thì được thì kể nó thôi, thì vẫn công chức nó vẫn bình thường em. Thì 100 triệu này nó vẫn nằm trong đây, thì cái chỗ này nó vẫn là 1,6 tỷ 6 thôi. Vẫn được không được bình thường của cái khúc này. Thì công thức nó vẫn là 120 trừ đi 600. Đúng không? Các cái điều đầu vào vẫn được khấu trừ, thuế đầu ra vẫn phải nợ bình thường, nó đâu có gì đâu. Nhưng mà câu chuyện là phải có hồ sơ đàng hoàng bài bản chứng minh về chỗ này để được khấu trừ hay không, thì nó có phải theo nguyên tắc, thì đó là mình mới nói cái công thức nguyên tắc như thế này. Nghe rõ hơn. Nói lại bây giờ những nguyên tắc nó đơn như đây này, đây đấy, nhìn thấy nguyên tắc này. Bây giờ này, cơ bản ngay đến lúc đầu xa xưa này, em nói hàng hư có được không trừ không? Không, đúng rồi, không được không trừ. Ừ. Hư mà nó có là nguyên nhân do thiên tai hỏa hoạn và nó không được bồi thường thì nó được khấu trừ. Công thức nó như vậy em, được không? Còn nếu mà bây giờ là em chưa rõ thì chậm chút để mình còn tiếp nhận nữa, từ từ, hiểu không? Tại vì cái này là vô thực tế, em còn có cái phần khi vô làm thực tế, cái trường hợp hư hỏng nếu có thì mình lại. Hiểu không? Em đang ấy em hiểu không? Cái đây rồi thầy. Đấy, em hiểu gì thì hỏi cho. Đấy là em hiểu rồi, nhưng mà ví dụ hàng giờ mà nó nằm trong cái quý đấy
ví dụ cái lô hàng đấy này chưa, mình làm trong cái phí đấy là mình cứ nhập vô thì mình vẫn trừ rẻ hết đâu. Nhưng mà vì sao là mình phải áp dụng cái nguyên tắc này thầy? Rồi, khó quá ha. Rồi từ từ, đây nói lại nè, nói lại. Em mới hỏi lại công thức này, em hỏi lại công thức này. Nếu mà nó hư chỗ này nè, mà nó không được cấu trừ ấy, thì câu chuyện đó là đây, là sẽ phải nộp cái này lại chứ. Là loại cái này ra là cái chỗ công thức này đâu phải là còn lại 100 trừ trừ sau 120 trừ 600 đâu, mà nó là nó phải là 120 trừ đi 500 mà. Ý là vậy là cái đây cái thuế là được khấu trừ, nhưng mà khi cái tiền mà nhung nhưng mà khó nói thì ơn Không có nói đại ấy, nói sau chút, nói rõ rõ hơn chút đi. Cái em hướng là cái gì, em đang không đồng ý cái chỗ nào ấy, là em đang lăn tăn cái chỗ nào mình nói rõ luôn là mình mới giải cho nó ra được, chứ còn em cứ để đấy sao nó ra được. sao Chuyện là bây giờ là em đã trừ rồi, cái vấn đề của em ở đây á, là em đã trừ công thức là 600 kia, em đã trừ hết rồi, sau này nó mới dạ hư, sau này nó mới hư. dạ Cái trừ rồi mà sau nó mới hư thì sau này mới hư thì sẽ phải xét lại là nó có đúng theo trường hợp này hay không này. Tóm lại là phải sau này khi xuất hiện hư thì em mới xác định xét này là nó có được khấu trừ hay không được khấu trừ. Khi mà nó hư thì em xác định là cái lô hàng đấy nó được khấu trừ hay không được khấu trừ. Đấy. Dạ. Em sẽ phải xác định lại. Và nếu mà cái quá khứ em trừ kệ em, chứ bây giờ nó vẫn thu lại được mà. Chứ đâu phải quá khứ xong rồi thôi, em hình dung. Em đang nghĩ là trừ rồi là xong rồi. Không, nó không xong đâu anh. Nhưng mà cái ví dụ như bây giờ là nó hư này, nó hư hai lô, nó hư hai lô thêm lô 100 nữa nó hư 200 rồi mà, đúng không? Hư 200 thì hư 200 này là có được khấu trừ không? Được khấu trừ hay là không? Đấy, câu hỏi đặt ra mình phải xác minh được là đây nè, nó có thiên tai hỏa hoạn không, nó có được bồi thường hay không. Nếu không được bồi thường thì mới được khấu trừ, nếu mà do thiên tai hỏa hoạn thì mới được khấu trừ. Tất nhiên tất cả đều phải có hồ sơ chứng minh hết, vậy đó, phải đủ tiêu chí. Còn cái quá khứ em đã tính xong kệ em, chứ bây giờ mà nếu mà quá khứ em tính sai thì bây giờ nó vẫn lấy lại tiền mà, vẫn phạt mà. Hồi xưa em trừ 600 nhưng mà giờ tôi thấy 600 là trừ không đúng, nó phải trừ 400 à. Đấy, em hỏi chỗ đấy thầy. À, nãy giờ giờ nó lòi ra thì bây giờ đấy nè, Ừ, tôi em nói hỏi nè, là ví dụ hàng nhập về trong quý đấy là em đã trừ 600 rồi, em đã trừ xong hết rồi đó, rồi sao mà ông thớ ông mới lôi ra được à, cái đây là không có phải bị trừ nè đó, cái đây là phải phải trừ là 400 này, không không phải là trừ 600 nè, với em là vậy à thì thầy. đây bây giờ nghe, em làm hồ sơ là tự nhiên em là trong đấy em có ghi trong hồ sơ, tất chắn nó sẽ thể hiện xuất hiện là em bị hư lô hàng 200 triệu này, hư hai lô này, chắc chắn em sẽ có cái hồ sơ để chứng minh cho thấy là hàng em bị hư. Và khi hư rồi thì việc em đã học rồi, như tôi học rồi tôi biết mà, em cũng học rồi em biết, thì hư bây giờ đưa coi hồ sơ chứng minh hàng hư là do gì, do ông phá thì lại không được khấu trừ, nhưng mà do thiên tai thì được khấu trừ, do hỏa hoạn thì được khấu trừ.
Nhưng mà chưa đủ, nó phải là có hồ sơ chứng minh này là thiên tai của họ, có phải có hồ sơ chứng minh đó là, không có hồ sơ chứng minh nó nào nó là được bồi thường đó. Tức là nó không được bồi không được bồi thường thì nhà nước mới cho ông được khấu trừ, bồi thường thôi không cho khấu trừ, tức là không được khấu trừ. Mà quá khứ nó xảy ra kệ nó, bây giờ đến thời điểm khi người ta kiểm tra, người ta thấy là người ta sẽ hỏi, và khi hỏi nó sẽ lòi ra và họ chứng minh được là nó đang sai, thì sai thì người ta sẽ lòi ra 200 triệu để không được khấu trừ thì người ta chỉ tính là 400 thôi. Thì bây giờ là trong trường hợp này á, là nó được khấu trừ là 408 đúng không? Vẫn được khấu trừ 408 đúng không? Bây giờ là nó sẽ được khấu trừ là nhiêu? 208 thôi. Ô thầy, ví dụ như người ta đổi sao thầy? Ai Ấy đổi? là ví dụ người ta thu cái hoa thì người ta thu hồi cái bị hư đấy về, người ta đưa cái nên lại cho mình thì mình vẫn được khấu trừ vậy thầy? Bình thường thì vẫn bình thường, vẫn bình thường. Dạ. Ừ, người ta thu cái hư lại, người ta đổi cái nên thì hiện tại cái hàng vẫn là hàng tốt mà, hàng vẫn hàng nên, đâu có xét gì tới hàng hư nữa. Dạ. Ừ. Do là ở trong đây được bồi thường không được khấu trừ này thầy. Hôm nay thầy nói là được bồi thường không được khấu trừ. Được. Bây giờ này giờ 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 đừng đừng nói ngược lại, giờ em nói cái khúc này này, khi nào thì được khấu trừ, em khi nào thì được khấu trừ, nếu hư á, nếu hư nè, Dạ. được cái này. Ừ này được khóc rồi, khi nào điều kiện là gì, Là hư hỏng, nhiều là do thiên tai hỏa hoạn nhưng mà phải có hồ sơ. Thứ nhất, thứ hai là không được bồi thường. từ 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 Dạ. thiên tai họ họ cái này là có hồ sơ, khấu trừ, còn bây giờ hư sao mà không được khấu trừ này, Nên đây là do mình tự làm. rồi sao nữa, Không có hồ sơ rõ ràng. rồi gì nữa, bây giờ nó không bồi thường có được không, được không? Đây là không được khấu trừ nha. Là không được bồi thường hay có được bồi thường? Đang suy nghĩ vậy, suy nghĩ ngược lại thôi mà, Dạ. suy nghĩ ngược lại thôi mà, thì chỗ này cơ bản nó là gì, chỗ này nó là có bồi thường.
thì cái dưới nó ngược lên cái trên thôi mà. Như Này, cái đây. bồi thường ví dụ ấy em, ví dụ như là hư một cái tivi thì bên kia nó bồi thường lại một cái tivi thì mình sẽ khấu trừ Thì đâu có giá tính trị. hư đâu, thì coi như nó hư đi, Dạ. thì coi như nó không hư đi, thì vẫn bình À thường. dạ. Vậy thì mình được khấu trừ, cho sao lại không khấu trừ thầy? Có bồi thường nè. Không. Bây giờ câu chuyện như này, bồi thường ở đây á là cái việc mà em đổi món hàng khác ấy, Dạ. đúng không? Đổi món hàng khác, ví dụ em có một cái tivi, em mua về một tivi rồi sau đó làm sao đấy cái tivi nó hư hỏng vậy đấy, rồi em lại đổi một cái tivi khác, đúng không? Dạ. Thì bình thường nó đâu có nằm trong cái hoàn cảnh này, nó vẫn là như vậy thôi, vẫn như cũ mà. Còn câu chuyện ví dụ như bây giờ em được hỗ trợ bồi thường theo cái kiểu, ví dụ như chẳng hạn là bồi thường tiền, ví Dạ. dụ như bảo hiểm nó không có bồi thường cho em cái lô hàng này này, lô hàng này em mua bảo hiểm này mà Dạ. bảo hiểm nó không bồi thường cho em thì nhà nước nó mới hỗ trợ cho em cái đoạn này. Em đang hư này mà bên kia nó đã trả lại hàng, hoặc là nó, ví dụ như em mua, em hư cái lô hàng 100 tỷ, lô hàng 100 tỷ đúng không, hư rồi là nhà cung cấp nó lại đưa cho em một lô hàng cơm mới cũng tương tự 100 tỷ vậy, thì câu chuyện đây là nó giống như nó đổi hàng vậy em, thì câu chuyện nó khác, nó đổi một món hàng khác thì bình thường thôi, đâu có gì đâu. Còn ở đây là bồi thường giống kiểu bây giờ hư 100 tỷ, người ta bồi thường cho em bồi thường, bây giờ bồi thường y xì hơn, bồi thường y À, xì em cho dạ nó giống như cái em đang suy nghĩ ấy. Bây giờ tivi, tivi em mua cái tivi bây giờ vậy, cầu đây nói à, thầy nói tới chỗ bảo hiểm này em hiểu đó thầy. hiểu không? Rồi hiểu rồi, ok, qua chỗ hồ sơ chứng minh đấy. Hồ sơ chứng minh đấy thì nó sẽ là những cái giấy tờ, ví dụ như là biên bản, tức là những giấy tờ xác nhận hàng hư hỏng, rồi có biên bản xác nhận của xã phường. Em ghi giùm tôi cái từ khóa, từ khóa ngay chỗ này á, là khi mà thực tế làm ấy thì em cần chụp hình giùm tôi, chụp hình quay phim ngay tại cái thời điểm xảy ra sự việc ấy. Rồi tiếp theo nữa là sẽ có những giấy tờ tiếp theo thì nó cũng sẽ dễ làm đó, mà giấy tờ quan trọng nhất á, đó là xác nhận của xã phường hoặc là ban quản lý khu công nghiệp xác nhận là có hư ấy. Cái thứ ba em hình dung không, cái đấy là giấy tờ quan trọng, còn giấy tờ kèm theo nữa thì em phải có biên bản kiểm kê cái hàng hư hỏng của em, là nó đang hư hỏng bao nhiêu cái tivi, bao nhiêu cái lượng hàng, số lượng hàng hư hỏng bao nhiêu, tương đương là thành tiền bao nhiêu, những người nào có liên quan ký tá vô. Ok không? Rồi cái câu chuyện đó là theo quy định thì nó không có cái vụ là cần hình ảnh và video, nhưng mà đó là kinh nghiệm của tôi, bởi vì sự việc xảy ra là nó là cái, ví dụ như bây giờ em bị cháy ấy, thì việc của em bây giờ là đi
la lên và nhờ kêu cứu và kêu xe cứu hỏa tới tưới nước lên. Chứ giờ đâu phải lúc mà đi là trình báo cho xã phường, đồng ý không? Lúc bây giờ là em có thể là ví dụ sự việc lớn thì nó là rất là nhiều tình huống, nhưng mà câu chuyện ở đây tôi muốn nói là gì, quay phim chụp hình là nó thể hiện cái vụ việc là có sự thật. Tại vì cái ông mà xã phường hay là ban quản lý thì cái vụ việc xảy ra có thể lúc đấy ông không thấy, mà giờ có hình ảnh là ông sẽ thấy được và ông sẽ ký vô những tờ giấy nào đấy để chứng minh cái vấn đề này xác thực. Câu chuyện ở đây là gì, là có thật đấy em ạ. À, nhà nước biết thì thôi, và có thật rồi sau đó là tính thêm cái số lượng hư hỏng vân vân, quan trọng là có thật. Tiếp. Bây giờ có những cái món đồ ví dụ như là những cái hư hỏng mang tính chất tự nhiên, ví dụ là chất lỏng thì nó bay hơi em biết mà đúng không, khi nó nóng quá thì nó bốc ra thì nó sẽ giảm hụt, thì những cái đoạn giảm hụt ấy mà nằm trong định mức ấy, thì sẽ được khấu trừ, mà vượt định mức thì không được khấu trừ. Này, chữ này. Vượt định mức không được khấu trừ này. Đồng ý không? Vượt định mức không được khấu trừ. Rồi đây là trong định mức. Hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức. Không vượt định mức có nghĩa là nằm trong định mức thì được khấu, thì sao em? Thì được khấu trừ. Còn mà vượt thì không được khấu trừ. Đọc hồi lẫn lộn, tôi đọc hồi tôi cũng bị lẫn rồi. Uống nước thôi. Rồi đọc với em. Phải chờ em chút nữa. Uống nước thôi. Nghe rõ chưa? Không nghe gì hết. Không nghe gì luôn. Ở góc phía dưới bên trái của màn hình này, góc phía dưới bên trái màn hình là có cái nút mic đấy. Màn hình điện thoại á. Nghe em.
quy định này, đây là thông tư này, theo văn bản pháp luật thuế này nha, không phải slide, theo này quy định này. Nè, trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển, bơm rót như xăng dầu vân vân thì được kê khai khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định, số thuế giá trị tăng đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ. Em nhớ một ý thì suy ngược lại, vượt định mức không được khấu trừ. Thì như vậy là ngược lại là trong định mức sẽ được khấu trừ, tức là khấu hao vừa vừa thôi mấy ông tướng, mấy ông khấu hao gì gì hao hụt gì mà nhiều quá nhiều, nghĩa là gì, mình ăn gian vừa vừa, nhà nước cũng cho ông là thừa thải hay là hao hụt. Ví dụ như ông bơm rót 100 lít thì ông hư, ông rót rớt đi ra ngoài còn 99 lít là nhà nước chấp nhận, hoặc là 98 lít. Còn ông hao rót mà vận chuyển ông làm sao đấy mà hư còn có 70 lít này. Ông hao hụt 30% là 30 lít. Thì như vậy là nó lố quá lố, là không được khấu trừ, đơn giản vậy thôi. Được không? Dạ. Đấy, để nắm cái ý đấy, từ khó nó như vậy. Tiếp. Bây giờ chuyển sang công học này. Mấy kia nữa, giờ chơi lên đây luôn. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ. Ý nói tới ý đây được không? Ý đây ổn rồi nha. Có nghĩa là gì? Đây. Đây, có 100 lít. Dự kho còn 99 lít rồi anh bán cho khách là cái 98 lít à. Em đồng ý không? Dạ. Chờ dự kho này, rồi từ kho mà nó đến khách này. Thì cứ khâu mất lít đúng không em? À, cái mất đây là mất tự nhiên, cái mất tự nhiên thì câu hỏi mất tự nhiên có được khấu trừ không? Câu hỏi có được khấu trừ không? Rồi nếu mà bây giờ là tự nhiên chỗ này nó lại chuyển sang đây. Ở đây nó hư cái gì vậy? Nó hụt mất 5 lít. Rồi qua bên đây, từ đây đến cho chỗ khách ấy, là nó mất tiếp 5 lít nữa. Thì lố quá, không được khấu trừ. Đúng không? Chú ý. Xăng dầu này, quá trình vận chuyển này, số thuế được kê khai khấu trừ số thuế này vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức, hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức, và thì ai định mức thầy? Hả? Thầy cho em hỏi cái định mức đây ai định mức thầy? Câu hỏi quá hay, đúng rồi, hay quá, em giỏi quá rồi. Định mức này ở đâu ra? Tôi đi hỏi nhé, tôi chưa có định mức này, tức là nó không có cái thông tư quy định rõ ra về định mức này. Em hiểu ý không em? Dạ. Thì cái này mình phải tự xây dựng thôi.
Ủa mình vậy mình xây dựng rồi ai ký vô đây chứ để nó mới có giá trị cho thầy chả ai muốn xây dựng cái định mức của mình là cao lên được đi dạ được đi nhưng mà hay trả lời rồi đó, tự xây dựng, tự ký, tự chịu trách nhiệm. Em nghe không? Đó, hiểu. Ok thầy hiểu. Đây là đúng không? Và tiếp tục. Đây. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hay tài sản của định là nhà ăn ca, nhà nghỉ dưỡng ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, vệ sinh nước, phụ cho người lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được phép sử dụng. Vấn đề đây là gì? Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ hình thành nên tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà vệ sinh, phục vụ cho người lao động nha. Thấy ý này không? Nó phải phục vụ cho người lao động nha. Rồi tiếp nữa này, nó phải nằm trong khu vực sản xuất kinh doanh. Có nghĩa là cái công ty đấy là có diện tích đó là 100 m² thì nó ở nằm trong khu viên 100 m² thôi. Chứ mình ngoài khu vực đấy là nó không đúng. Yeah. Rồi. Và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ. Nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ. Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp là do cơ sở kinh doanh đi thuê, thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì có giá trị tăng đầu vào đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định. Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê, thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu vực công nhân khu nghiệp thì thuế giá trị tăng đầu vào của khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ doanh thu. Nghĩa là gì? Là tự ông xây nhà ấy, mà cái nhà đấy là nhà ăn, mà nhà xây quần áo, nhà để xe, nhà để chứa nước mà phục vụ cho người lao động á thì ok, mà tất nhiên mà phải là nằm trong khu sản xuất, khu vực sản xuất kinh doanh, chứ còn mà nằm ngoài khu vực sản xuất kinh doanh thì không được. Và tất nhiên nó có nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp thì được khấu trừ toàn bộ. Còn trường hợp mà nhà ở khu công nghiệp, nhà ở cho công nhân đấy làm trong khu công nghiệp, tức là công nhân nó phải là công nhân làm trong khu công nghiệp nha, mà mình lại đi thuê cái nhà cho công nhân ở, thì ví dụ như tôi đi thuê cái nhà biệt thự ấy, tôi đi thuê cái nhà biệt thự cho công nhân ở trong khu công nghiệp nó làm việc, thì câu hỏi là cái tiền thuê nhà cái biệt thự có được khấu trừ thuế không? Hiểu câu hỏi không? Được khấu trừ thầy. Lý do? Dạ theo nó ở cái trường hợp dưới này, trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do
cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở cấp nhóm của công việc thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ. Không chưa? Không chưa? Xong chưa? Xong rồi thầy. Trong khu công nghiệp thì được khấu trừ. Nhìn này. Công nghe đây nha. Rồi. Khu công nghiệp đây nha. Rồi, bây giờ xay nó cái nha. Đúng không? Xây cái nhà này, chi phí cho việc xây cái nhà này này. Mà xây nhà này là để phục vụ cho cái ông này vô ông ở. Thì chi phí xây cái nhà này là được khấu trừ. Cái phòng mà này được khấu trừ. Đúng không? À. Nhưng mà nhớ lưu ý là cái ông này là ông công nhân nghe. Mà cái nhà này là nhà phục vụ cho ông công nhân nghe. Mà cái nhà này nó nằm phải nằm trong khu công nghiệp này. Yeah. Đấy. Rồi tiếp nữa này. Bây giờ là bên nữa là bây giờ lại xây cái nhà. Rồi đây. Xây cái nhà ở ngoài khu công nghiệp. Nhưng mà tóm lại câu hỏi này, xây cái nhà ngoài khu công nghiệp có được không? Rồi tiếp nữa, đi thuê một cái nhà. Thuê cái nhà ngoài khu công nghiệp thì có được không? Đây là xây nha. Nói chung tất cả là phải nằm trong khu công nghiệp hết, nằm trong khu mình sản xuất kinh doanh hết thôi. À, rồi ok. Rồi bây giờ này có một trường hợp khác nữa này. Xây cái nhà, đi thuê một cái nhà ngoài công nghiệp, nhưng mà nó tới 20 rồi thì được không? Cái này gọi là biệt thự ấy. Đấy, tôi nói là biệt thự mà. Phải mở lại ngoài, hả? Đi thuê nha, thuê cái biệt thự nha, cho công nhân ở. Thuê biệt thự cho công nhân ở. Thầy mở lại giùm em cái nãy thầy em chưa đọc kịp cái khúc chứ. Này. À, cái nãy thông tư 2019 và 2020. Này. Phục vụ cho công nhân đẹp.
mua nhà ở phục cùng nhà. Được thầy. Rồi đây nè, chứ em giỏi quá thôi chứ làm sao, phải sai sai chút chứ. Nhìn kỹ nè, nhìn kỹ để em thấy được là cái sự hơn nhau ở rất là nhiều điểm này. Đọc luật nó quái đản lắm đây này. Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, ý này được không, đúng không? Ý này hiểu Dạ. đúng không? Dạ. Nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp. Em không nắm được ý này. Em thấy tiêu chuẩn thiết kế không? Nhà ở cho công nhân không? Ý ở đây là gì? Là nhà nó mang tính chất là nhà phục vụ cho công nhân thì nhà nó bị bèo thôi, chứ không phải là biệt thự. Hiểu đúng không? Dạ. Thì cái bản chất của nó là ở nhà trong nhà ngoài những biết, nhưng mà nó là phục vụ cho có công nhân thì đấy, nó như bèo bèo thôi. Em chơi tới nhà mà cho trà bá đây, thuê cái nhà biệt thự nuôi gái chứ làm gì mà đưa cho là công nhân ở, hiểu không? Dạ. Đó thiệt sự đúng không? Ừ, thấy gật đầu phía không? Rồi đấy, thì nếu mà nó đủ đảm bảo thì nó được khấu trừ toàn bộ. Nhưng mà em phải hiểu nè, khi hơn nhau ở chỗ là em thấy cái sự sai luật và sự không hiểu luật không? Thì hiểu ý không? Nè, tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp này em đâu có nắm. Rồi trên đây nữa nè, nó phải sâu sắc ở chỗ này nữa này. Đây là hiện tại là đang đi 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 là dạy em thành là cán bộ thuế luôn à. Đây là trường hợp nhà ở công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp. Nhớ chỗ này nó vẫn có tính giá này nha. À, thì thuế giá trị tăng này đối với khoản tiền thuê này được khấu trừ theo quy định trường hợp thì ý lúc nãy này, đây này, ý đây này, đây này. Thuế giá trị tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ dưỡng ca, phòng thay quần áo, nhà vệ sinh, nhà sinh vệ sinh phục vụ cho người lao động trong khu sản xuất kinh doanh. Em nhìn thấy không? Không mấy ai biết được khổ này đâu nha. Chỉ biết đó là hình thành tài sản nhà vệ sinh, nhà để xe cho khu cho công nhân thôi. Và nó được khấu trừ toàn bộ, nó phải. Hiểu không? Mình chắc chỗ đấy. Đây này. Này. Em vẫn xây nhà cho đúng không? Nhưng mà không nằm trong đó. Đúng không? Còn chỗ này nữa này. Thuê này, thuê ấy, thì vẫn được khấu trừ đúng không? Đúng không em? Nghe rối không ạ? Tỉnh cho, đang vẫn đang tỉnh chưa? Tỉnh hay. Rồi, tỉnh không? Rồi, tỉnh thì phần này coi như dừng ở đây được chưa? Ổn nha. Dạ. Rồi. Đây nữa này. Rồi, đây, đây chuyên gia đứng ngoài ta học không? Nghe không? Nói không? Nói là tôi nói luôn. Thôi thầy, bữa sau để em bật trên máy tính em nhìn cho nó rõ, chứ không em nhìn điện thoại mấy cái em lý em mắt luôn. Ok. Dạ. Yeah. Ừ. Đây là liên quan tới chuyên gia nước ngoài. Giờ có thể tạm thời mình bỏ ý chuyên gia nước ngoài đi nha. Sau này đụng tới chuyên gia nước ngoài mình nhớ yeah. mình lại, được không? Dạ. Yeah. Rồi. Quy định chỗ này nó bị sửa này. Đó. Quy định chỗ này nó bị sửa.
với giá trị tăng đầu vào này, chỗ này nó cái ý này nó bị sửa rồi. Với giá trị tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ trên cả tài sản có định sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ. Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra. Không hạch toán riêng được, cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng hàng tháng tạm phân bổ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ tài sản có định mua vào được khấu trừ trong tháng cuối năm. Cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế giá trị tăng đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng. Mình hết phần đây nghỉ được không thầy? Dạ, chúng mình 3 giờ em đi dậy. À vậy hả? Nghĩa thôi dân. Dạ. Thì bữa sau mình học tiếp phần nào thầy? Tiếp tục phần này, ta xong cho phần nào. Dạ. Mai mình cần nghỉ ăn dỗ thầy. À mai nghỉ ấy. Dạ. Rồi vậy bây giờ anh em dừng ở đây được chưa? Dạ. Với lại tại mình đi đang đi nó hơi rất là sâu không? Dạ. Dạ sâu lắm. Vậy mai mình nghỉ thứ năm học lại hả thầy? Ok. Ừ. Mai dạ. Nghỉ thứ năm học lại. Dạ. Đúng nhá. Dạ. Rồi giờ cứ xem cái này là đang với lại nữa thêm nha. Là đang trong cái hoàn cảnh mình đang đi như thế này ạ. Nó sâu như vậy thì em thấy nó ổn không? Còn không á thì tại vì nó có cái câu chuyện nó như thế này này. Tức là những cái hình này. Tại vì bản thân khi mình đi như thế này là em sẽ phải chấp nhận cái thời gian nó sẽ dài lại một chút nữa. Yeah. Em hiểu không? Nó sẽ đi sâu theo từng câu từng chữ như vậy là nó sẽ đi dài hơn nữa. Và nếu mà em chấp nhận thì có thể là những cái đoạn ấy, có một số đoạn ấy là em ví dụ như là slide này, hoặc là nếu mà em đi theo slide ấy, thì làm việc theo slide, còn nếu mà làm việc theo thông tư như thế này ấy, thì sẽ phải có những một số chữ ấy, ví dụ liên quan đến vũ khí, khí tài, tài nguyên, phục vụ quốc phòng, an ninh, thì những cái từ khó như vậy là mình bỏ qua. Em hình dung không? Yeah. Ví dụ vậy, còn nhập khẩu rồi gì những cái khúc này ạ là mình sẽ bỏ qua, mình sẽ đi. Yeah. Tại vì nó rất là dài, nếu mà em đi theo con đường như thế này mà trao đổi như thế này thì nó sẽ rất là dài. Yeah. Đấy. Yeah. Còn mà slide thì ví dụ như slide thì tôi cũng đã tóm gọn rồi, nó cũng sẽ có một số cái nó tôi bỏ bớt, không? Đấy, như cái này thì nó là theo câu chữ trong đây thì nó như thế. Thì tôi tạm thời là bây giờ em cứ theo slide để cái nào ấy mà cảm thấy mình cảm thấy nó hơi mơ hồ, nó không rõ thì là mình phải đi theo phương án quay qua thông tư mình nhìn cho nó theo phong cách khác. Có thể là mình thích thông tư bên này mình lại không thích, đúng không? Dạ. Bên hình ảnh thì như hình ảnh kia thì tôi thấy nó ít quá, ví dụ vậy thì tùy. Ok, thôi tạm thời thống nhất thôi, rồi sau mình sẽ em xem bài trước đi nha. Em xem mấy cái slide trước, ví dụ như bên đây này. Bên đây là slide đến slide mấy rồi. Đây là em xem cái nguyên tắc khấu trừ thuế. Này, nguyên tắc khấu trừ thuế với lại là điều kiện khấu trừ thuế thì cái này em đọc. Em hình dung không? Dạ. À, nguyên tắc khấu trừ thuế, điều kiện khấu trừ thuế em đọc mấy cái phần này rồi. Mình sẽ trao đổi thêm. Được không? Cũng gần hơn. Dạ. À, điều kiện này. Còn nó liên quan tới hoàn thuế rồi gì thì nói chung thuế giá trị tăng thì mình còn hai phần đấy, nguyên tắc khấu trừ thuế và điều kiện khấu trừ thuế, đúng không? Yeah. Còn ví dụ như em muốn mà nghiên cứu sâu hơn, nhiều hơn thì
thì cứ đọc hết cái máy slide này là được. Sau khi đọc hết máy slide rồi lại quay lại có thể là em xem thông tư nha. Dạ. Thôi, thay đồ, đi dậy. Bye bye, thân ái, chào tạm biệt. Dạ, chào thầy. Rồi, bye bye.